Ngoài vẻ đẹp của những bãi cát trải dài, làn nước trong vắt, bãi Xuân Đường, bãi Đa Nhảy, bãi Môn còn hút du khách với những con suối, mạch nước ngọt bay trên bờ. Những bãi dài độc đáo có nước ngọt ngay bờ. Ngoài vẻ đẹp của những bãi cát trải dài, làn nước trong vắt, bãi Xuân Đường, bãi Đa Nhảy, bãi Môn còn thu hút du khách với những con suối, mạch nước ngọt bay lên bờ. Bãi biển Xuân Đường hay còn gọi là Sơn Đường thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Để đến với Sơn Đường, xe khách Nha Trang về từ hướng Bắc rồi theo con đường mới, mở từ chân đèo Cổ Mã đến bán đảo Đầm Môn, rồi gọng thuyền, men theo mép biển đến nơi. Chỉ có một đường duy nhất đến Sơn Đường là dùng thuyền để từ Đầm Môn sang. Nhiều du khách ví von đây là điểm đến của con đường không dấu chân. Đây là nước ngọt cũng được luôn, cũng hết ly rồi. Sau đó, rồi ở trên đây là nhà của người dân. Đây. Ít người đến, dân cư thưa thớt nên Xuân Đường mang vẻ đẹp một bãi biển còn hoang sơ với nước biển trong vắt. Nhìn xuống tận đáy, cái bao la, êm đềm của mảng nước rộng lớn, êm mà biển ở đây không có sóng. Nhưng ấn tượng lớn nhất ở Xuân Đường là chỉ cần đào một hố nhỏ cách mặt biển vài chục cm rồi chờ đợi 10 phút, bạn có thể dùng tay vốc những giọt nước ngọt trong vắt mát rượi và không ai có thể giải thích được nguyên nhân. Theo người dân, bởi khi xưa có dòng nước kỳ lạ này là vua Gia Long Khấn nguyện trời cao, khi đó vùng đất Xuân Đường khô khan, nắng hạn, không đủ nước để tiếp ứng cho quân lính đánh giặc. Ông đã giơ cao thanh kiếm lên trời và nói, nếu trời giúp ta sẽ mang ơn suốt đời và đánh thắng giặc. Từ đó, nguồn nước tinh khiết đến với dị thường mà người dân hay lấy sử dụng.